Nhà cầm quyền Việt Nam lên kế hoạch chống dịch cúm heo lây sang người vừa phát hiện ở Trung Cộng, tin từ Việt Nam. Theo báo Thanh niên Loan Tin, chiều 17 tháng 7 năm 2020, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Cộng sản vừa có báo cáo gửi Chính phủ Cộng sản Việt Nam về công tác phòng chống dịch cúm heo G4 vừa được phát hiện ở Trung Cộng. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Cộng sản, thì cúm heo G4 là loại cúm lây lan được sang người và được các nhà khoa học nhận định nó có thể gây ra đại dịch. Trước đó, từ năm 2016 cho đến năm 2018, các nhà khoa học Trung Cộng đã lấy mẫu huyết thanh của 338 người chăn nuôi heo tại 15 trang trại ở nước này. Và kết quả cho thấy có 35 trên 338 người chăn nuôi heo có kháng thể với virus cúm EAH1N1 G4 đặc biệt là người có độ tuổi từ 18 đến 35 tuổi có kết quả huyết thanh dương tính là 9 trên 44 người tương đương với 20,5%. Các nhà khoa học nhận định virus H1N1G4 đã tăng sự thích nghi trên cơ thể người và có khả năng tạo ra virus mới có thể làm bùng phát đại dịch. Tuy nhiên, các chuyên gia Trung Cộng lại cho rằng virus cúm heo H1N1-G4 không phải là virus mới và không gây bệnh cho con người cũng như là động vật một cách dễ dàng. Ngoài ra, một chủng virus tương tự G4 đã được WHO và các cơ quan liên quan ở Trung Cộng theo dõi giám sát từ năm 2011 cho đến nay. Dù vậy, phía nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam vẫn cho rằng phải chủ động để phòng chống dịch của loại virus này lên kế hoạch chuẩn bị các phương tiện để đối phó kính thưa quý vị